Hello anh em, đã quay trở lại với cả Real Talk. Thì hôm nay nhanh vãi, chủ nhật rồi. Thế nên là chúng ta sẽ bắt đầu với Real Talk luôn thôi nhỉ? Intro. 5 giây dành cho quảng cáo thì nếu mà anh em đang có nhu cầu tìm mua PC để làm việc, bất kỳ một công việc gì hay là chơi game thì anh em hãy tham khảo ngay, đấy chính là Hyper Store nhé. Từ giờ Realtek sẽ hợp tác cùng Hyper Store, thế nên là nếu mà anh em có nhu cầu mua PC cứ tham khảo nhé, rất nhiều giải pháp dành cho anh em luôn á. Hoặc đơn giản hơn thì anh em hãy cứ click vào liên kết ở ngay dưới phần mô tả của video để nhận được sự tư vấn sớm nhất nhé. Câu đầu tiên đến từ bạn Quốc Việt Trần. Bạn hỏi là: Anh cho em hỏi giữa con GTX 1660 Super và con RTX 3050 thì con nào có hiệu năng trên giá thành ngon hơn? Và em thấy có nhiều bài đánh giá nói về hai con này chênh nhau tầm 1 triệu mà đang phân vân. Hai anh giải đáp cho em với. Nếu mà xét về mặt hiệu năng chia thành thì chắc chắn là con 1660 Super chính ok xác. hơn rồi. Bởi vì đơn giản là 3050 bây giờ sẽ có giá đâu đó vào khoảng là 5 triệu mấy, 6 triệu Đúng tầm rồi, tầm đấy. tầm đấy. Còn con 1660 Super thì giờ chắc là chỉ loay quay là 4 triệu mấy thôi. 4 triệu là có không? Đó, Có thì có nghĩa là nếu mà chỉ nói là nó chênh nhau 1 triệu thì nghe nó ít đúng không? Đúng. Nhưng mà tính ra nó chênh nhau 20 đến 25% giá rồi đấy. Nghĩa là trong cái khoảng giá là 1 triệu là rất lớn. Đấy, Đó. trong cái khoảng giá đấy 1 triệu là con số rất là lớn. Thành ra là nếu mà xét hiệu năng chia thành 1660 Super ăn chặt. Chính xác. Đó, mà hiệu năng của hai con là như nhau. Đó. Mà nhưng nếu mà tính về mặt công nghệ thì con 3050 nó sẽ mang lại cho các bạn nhiều trải nghiệm mới và cũng như là hay ho hơn. Bởi vì nó là RTX. Đúng rồi, thứ nhất là nó có ray tracing. Thứ hai là nó có 8GB RAM. Đúng rồi. Đó, thứ ba đấy chính là nghe đầu 3 nó vẫn hay hơn là đầu 1. Chính xác. Và có thêm một thông tin nữa cho bạn ấy là hiện tại nhé, thời điểm này này là NVIDIA đã ngừng sản xuất những dòng 1660 GTX rồi. Nghĩa là bây giờ chúng ta chỉ còn con thấp nhất mà chúng ta có thể tiếp cận được, đó chính là con RTX 3050 mà là bản 6GB nhá. mới có. Nó còn là bản 6GB của cái bản 8GB này cơ. Thì nghĩa là trong thời gian tới đây, bây giờ thì mình nghĩ là trên thị trường Việt Nam vẫn còn nhiều con 1660 Super. Nhưng mà trong khoảng thời gian sắp tới, chắc chắn là các bạn chỉ tìm được con hàng mới là 3050 là con thấp nhất. Là 6GB. Là chắc con là thấp giá nhất. nó cũng sẽ rẻ hơn. Nó sẽ rẻ hơn và em thấy là con đấy sẽ dễ tiếp cận đến tất cả mọi người hơn. Đấy thì các bạn sẽ chỉ tìm được con 3050 trong thời gian tới thôi. Còn bây giờ thì các bạn vẫn có thể mua được 1660. Nói chung là mua 1660 Super hay là RTX 3050 thì đúng là theo kiểu gọi là chọn con tim là ngay lý trí này. Đúng rồi. Nếu mà chọn con tim ấy thì nói chung là 3050 nó cũng khá là hay ho. Nhưng mà em thấy nhá, nếu như các bạn đang phân vân giữa bảo là con 1660 Super với con 3050 chênh nhau 1 triệu đúng không? Có một sự lựa chọn khác là con 2060 Super. Con 2060 Super thậm chí là còn ngon hơn là con 1660S. Nó mạnh hơn. Đúng rồi. Đó, nhưng mà vấn đề ấy, đấy chính là số 2 nghe không thích bằng số 3 thôi. Nhưng mà rõ ràng nếu mà xôi thịt thì trong trường hợp này nên suy nghĩ về con 2060 hoặc là 2060 Super. 2060 thì có lẽ là hơi khó tìm. Ừ. Nhưng mà 2060 Super tìm thì dễ dàng hơn. Bởi thời điểm hiện tại trên thị trường bây giờ có rất nhiều bên như OCPC hay là Gamewood vẫn có những con mới để cho anh em có thể trải nghiệm con đấy. Và hiệu năng ấy thì mình dám đảm bảo là tự tin là đập nó chết ăn thịt. Đập chết ăn thịt cả con 3050. Ừ. 3050 cũng chưa chắc đã bằng được 2060 Super nha. Bởi vì như mình có test ấy, là con 2060 Super nó chỉ thua con 3060 12GB thôi. Nghĩa là bạn yên tâm, nếu như bạn muốn so sánh hiệu năng xôi thịt ấy thì chắc chắn là con 2060 Super nó đang có giá ngon hơn nhiều. Hiện tại bây giờ là một con này có giá đâu đó quay quay cũng tầm 6 triệu. 6 triệu. Trong có 6 triệu cho một con 2060 Super mà bạn muốn hiệu năng thuần, có một lượng FPS cao mà không cần nhiều công nghệ thì con 2060 Super là một sự lựa chọn ngon hơn rất nhiều so với 3050. Còn nếu như bạn không có nhiều tiền thì chắc chắn rồi, 1660 Super. Còn hiện tại tiết nhá, kiệm nhất. Hiện tại thì nói thật là với em, với mình là mình chưa khuyên các bạn là nên mua con 3050 thời điểm bây giờ đâu. Bởi vì giá nó đang hơi cao khi mà so với các không biết gọi đối thủ được không nhỉ? Thực ra thì chưa bao giờ anh đánh giá cao con 3050. Thật sự luôn. Các bạn xem video review của mình đó, bạn có thể thấy ngay. Con 3050 thực sự là nó không có điểm gì ấn tượng đối với bọn mình trong thời điểm hiện tại cả. Về sau khi mà nó là một sự lựa chọn không thể nào chọn con khác được ấy thì lúc okay. đấy câu chuyện này khác. Còn bây giờ khi mà chúng ta đang có nhiều sự lựa chọn thì đúng là mình không nên chọn con 3050. Câu tiếp theo của bạn Hoàng Anh Phạm, bạn có hỏi là con tản nào dùng được với con Ryzen 9 5950X và 7950X dùng để OC nhỉ AD? Nói chung ấy, một khi mà đã dính vào cái chữ ép dùng ấy thì mắc bình. Mắc bình. Đó chính là một con tản khí mắc bình, một con tản nước mắc bình, một con tản custom mắc bình. Bởi vì một khi mà đã liên quan đến cái câu chuyện đấy chính là ép dùng ấy thì các bạn sẽ không thể nào mà lường hết được trước chính tất xác. Cả những cái trường hợp có thể là con CPU của các bạn. Có thể là con CPU của bạn Vcore thấp thì có thể các bạn sẽ không cần một con tản nhiệt quá là xịn, nhưng mà biết đâu đúng không? Vcore của con CPU đấy nó không ngon. Chính xác. VRM cái BOM mình chủ nó không ngon, BIOS cái BOM mình chủ nó không ngon, hay là nó gặp bất kỳ một câu chuyện gì đấy thì tốt nhất cái gì mà liên quan đến ép xung ấy là mắc ping được thì cứ mắc ping. Đấy, mà nếu mà không mắc ping ấy
thì chắc chắn là thay vì là các bạn nhàn ví thì các bạn sẽ nhàn đâu? Đúng rồi. Ở trong trường hợp là OC, nghĩa là bạn đang phải đẩy giới hạn sức mạnh của con CPU của bạn lên một tầm cao mới, một giới hạn mà nó không được cho biết ở trong bất kỳ một loại sách giáo khoa nào ấy, thì nghĩa là các bạn phải chọn một cái phương án nó phải dư hoặc là nó phải vượt xa khỏi cái mức các bạn mong đợi thì các bạn mới có thể dùng được. Ở đây ý, nếu mà khi các bạn OC thì mình nghĩ khuyên thật là tản khí chưa cần, mà chúng ta sẽ dùng tản nước luôn. Một con tản 360 lợi xịn luôn. Nhưng mà thực ra thì ép xuống AMD nó cũng sẽ hơi khó, bởi vì là cơ bản thì cái ngưỡng nhiệt tối đa của AMD nó khá là thấp. 95 độ. Ờ, 5000 series hình như là 95, 7000 series hình như là có được 95 nhỉ? Mình không nhớ rõ cái em vẫn con nhớ số là này lắm. Ừ đấy. Thì cái ngưỡng nhiệt tối đa của AMD nó không tốt như là Intel, thành ra là khi mà các bạn đầu tư một cái tản nhiệt cho AMD để ép xung thì nên đầu tư nhiều hơn. Và ngoài ra nữa đấy chính là cái ngưỡng xung nhịp mà trên 5 GHz của AMD sẽ là hơi khó. Thành ra là cũng sẽ cần rất nhiều đến kỹ năng nếu như các bạn muốn ép xung. Còn nếu mà các bạn muốn nhiệt độ tốt nhất ấy, thì mình nghĩ là các bạn nên ra những cái chỗ kiểu thợ thiết ấy, họ có mấy cái bình tầm 5 triệu mình ấy. Mua về đổ thì chắc là nó sẽ có một ngưỡng nhiệt tốt nhất cho các bạn. Đấy, thì ở đây thì bạn Hoàng Anh nhá, nếu như bạn đang muốn dùng để OC thì tốt nhất chúng ta nên chọn những con tiện tản thật là tốt. Mà tốt nhất là top tier thì nó sẽ mang lại cho bạn cái hiệu năng gọi là tốt nhất có thể thôi, chứ mình không dám nói nó là tốt nhất, bởi vì là tùy con từng con CPU, tùy cách bạn tối ưu và nghịch cái BIOS nó như thế nào thì nó sẽ cho ra ngưỡng nhiệt khác nhau. Kenz2k có hỏi: cho em hỏi là ở miền Bắc đang mùa lạnh thì có những lưu ý gì khi sử dụng PC không ạ? PC của em mới hôm nay khởi động lên có nghe tiếng kêu lớn hơn bình thường, em xin cảm ơn. Thực ra thì vấn đề nóng hay là lạnh và so với cả cái ngưỡng chênh nhiệt ở Việt Nam thì thực ra là nó không có vấn đề gì cả để phải lưu ý. Chẳng qua là cái mùa nồm thì các bạn sử dụng thì cẩn thận một tí, nếu không nó dính ẩm, để PC thấp quá thì nó hay bị ẩm. Nó khá là... đau đầu ở đấy, Việt Nam. Cái mùa nồm ở miền Bắc thì các bạn nên lưu ý một tí thôi, còn cái vấn đề mà mùa đông với cả mùa hè thực ra nó chả có gì để lưu ý. Nghĩa là các bạn biết ấy, là giới hạn trần chịu nhiệt của tất cả các linh kiện ấy thường nó từ đến khoảng là gần 100 độ và xuống đến âm bao nhiêu độ đó. Ừ đấy. Nghĩa là trong cái ngưỡng nhiệt đấy ấy, Việt Nam không bao giờ chạm đến cả hai cái trần. Nhưng mà thậm chí là ở cái mùa đông ở Hà Nội hiện tại thì các bạn xài PC nó còn sướng rồi, bởi vì thứ nhất nó khô. Chính xác là khô. Thứ hai ấy là lạnh. Nó sẽ có một cái lượng gió vào, nó là mát chứ không phải là nó ấm nữa. Là bộ PC của bạn sẽ mát hơn bình thường rất là nhiều. Chỉ có là sao nhỉ, cái vấn đề ở đây là tự nhiên bạn thấy tự nhiên trời lạnh xong bạn thấy tiếng PC kêu lớn hơn bình thường ấy, là đây là một sự trùng hợp. Một sự trùng hợp thôi, chứ không thể nào có chuyện là do thời tiết lạnh quá bạn cứ yên tâm là lạnh Hà Nội nó còn rất bình thường. Vẫn bình thường. Bao giờ bạn sang Nga hay sang mấy cái nước mà mùa đông, mùa buổi tối nó âm tầm 50 độ ấy, thì lúc đấy các bạn hãy nghĩ đấy là liệu PC của bạn có bị đóng băng không. Chứ còn ở Việt Nam thì cứ nói chung là vô tư vấn đề đấy. Việt đúng Nam rồi. Thì nói chung về nhiệt độ của Việt Nam là các bạn không cần phải suy nghĩ đâu. Đúng rồi. Chỉ có một cái lưu ý duy nhất là như anh Dũng có nói, đó chính là sắp tới đây sau Tết là nồm. Nó sẽ xảy ra tình trạng là nhiệt độ thì vẫn chưa quá cao, nhưng mà độ ẩm trong không khí rất nhiều. Khi bạn sử dụng bộ PC nó nóng lên. Nóng lên nhá, bạn dùng nóng thế không sao cả. Nhưng khi bạn tắt máy đi, bắt đầu là bám ẩm và bám nước vào, đọng nước vào, thì lúc đấy mới là vấn đề. Thì các bạn cần lưu ý là bạn nên để nơi khô ráo thoáng mát, tránh xa tầm với của trẻ. Đấy là lưu ý. Chỉ cần thoáng được, nói chung là đến mùa nồm mình chỉ cần thoáng là được. Thoáng đấy. Với cả là không nên để dưới sát sàn. Đúng rồi, không nên để sát sàn bởi vì sàn rất là ẩm. Đúng rồi, đấy, chỉ cần thế thôi nhá. Tiếp theo của bạn user, bạn này không đặt tên. Cho em hỏi là giờ có ông bạn thân bán combo Z590 Vision cộng i9-10900KF 4x16 bớt 2006 giá 6,7 triệu thì có nên mua không? Nhu cầu là nâng cấp PC và chơi game vừa. Thực ra thì về giá đồ cũ mình không rõ lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta quy ra cái mức giá đấy mà nếu mà mua đồ mới thì nhiều con 10.900 là 20 nhân 20 luồng đúng không? Thì tầm 6,7 triệu bây giờ các bạn sẽ có được một combo i5-12600K cộng với cả một cái bo mạch chủ gì đấy, và đương nhiên là nó sẽ là mới. Đúng thì rồi. Nó sẽ hơn nhau ở cái chỗ RAM thôi. Đúng rồi. Đó, nếu mà xét về mặt hiệu năng thì mình sẽ đánh giá cao con 12600K hơn là so với cả 10900K. Đồng ý là một con là i5, một con là i9, rồi là một con là 10 nhân, rồi một con kia cũng 10 nhân. Đó, nhưng mà mình sẽ đánh giá cao con 12600K hơn, bởi vì là có thể là nếu mà xét về mặt hiệu năng chơi game thì có thể là nó cũng xem nhau. Nhưng mà con 12600K nó sẽ có thêm cái Eagle View. Đúng thành rồi. Ra là nó sẽ support cho mình trong những cái công việc liên quan đến multimedia, nó sẽ ổn hơn.
hiệu năng về mặt 3D các thứ thì chắc là nó cũng xem nhau. À, với cả là nếu mà các bạn mua 12.6K thì nó sẽ là đổi mới. Đúng rồi. Đấy, full bảo hành các thứ. Thực ra thì CPU nó cũng không sợ hỏng đâu. CPU với RAM thì là không sợ hỏng. Nhưng mà cái bom máy chủ ấy, thì là cái mà các bạn cũng nên cân nhắc một tí. Bởi vì thường lỗi ở trong bộ PC thì lỗi ở bom máy chủ là nhiều. Chính xác. Đó. Thì cái này nó sẽ là một cái sự đánh đổi thôi. Nếu mà mua combo này đồng ý là nó sẽ lời được bộ RAM. Nếu mà tính về giá sáu là 64GB đấy. 64GB bây giờ tính ra tiền là chắc được khoảng 4-5 triệu. Đó thì nếu mà tính ra tiền, nếu mà tính ra tiền thì bạn sẽ lời được bộ RAM. Đúng rồi. Nhưng mà đổi lại thì nó sẽ không phải đồ mới, nó không phải là full bảo hành. Nếu mà tính ra tính tuổi đời của con 19KF thì chắc là cũng gần hết bảo hành rồi. Chính xác. Ừ. Ở đây thì mình nghĩ là nếu như bạn thực sự quan tâm đến bộ này này, cái bộ Z590 và 10.9 này thì bạn mua về với giá trị sưu tầm nó ok. Ừ. Bởi vì con Z590 95 ở con Vision nó đẹp. Đây cái thứ nhất. Cái thứ hai là 4 thanh 16 ở đây. Nghĩa là 4 thanh 16 này ấy, nó sẽ cho bạn mức RAM là 64GB cực kỳ thoải mái. Ừ. Đấy mà nếu mà các bạn mua mới trong giá này sẽ không có. Đúng rồi. Thì nghĩa là nếu như các bạn muốn sưu tầm và bạn thấy cấu hình này đủ dùng với bạn. Ừ. Thì chốt cấu hình này không sao, bởi vì đây là bạn thân của bạn mà. Ở đây bạn nói là bạn thân, mình không biết là thân mức nào nha. Đấy thì nó khá là ok trong cái trường hợp đấy. Nhưng mà nếu mà bạn muốn thực sự là quan tâm đến hiệu năng và các bạn muốn nó phải ok cơ thì cái bộ này có lẽ là không đáp ứng được. Bởi vì thực ra nhé, con 10.9KF ấy, nó mạnh thật nhưng nó rất nóng. Đúng rồi. Nó cực kỳ nóng luôn, mình phải nhấn mạnh như thế. Không có lý do gì đâu. 10.9K họ làm 10 x 20 luồng nhưng lên 11.9K họ lại 8 x 16 luồng. Bởi vì vấn đề nhiệt độ con đấy quá ghê. Nó quá ghê luôn. Thế nên là bạn khi mà bạn mua cái combo này bạn lại phải đầu tư vào tiền một con tản xịn, một con tản phải xịn nữa. Đấy nghĩa là bạn phải tốn hơn khá, trong khi đó như một con 12.6K, một con tản khí dưới 1 triệu các bạn cân ngon. Cần gì 600 nghìn được. Ờ đây dưới 1 triệu. Thì nó hoàn toàn cân ngon. Đấy nghĩa cái bài toán ở đây không chỉ là về bộ PC này, đó, không chỉ về cấu hình này mà còn những thứ đi xung quanh con đấy nữa. Thực ra thì i9 đời nào nó cũng nắm thôi. i9 thì đời nào nó cũng ăn điện, đời nào nó cũng nóng. Nhưng mà nói chung là khi mà đi kèm với cả một con đồ cao cấp thì những cái thứ xoay quanh nó cũng phải cao cấp theo. Đúng rồi. Đó, ví dụ như là nguồn, ví dụ như là tản nhiệt, ví dụ như là bo mạch chủ, các thứ thứ thì nó cũng sẽ bị đắt tiền theo. Chính nếu xác. Mà các bạn xài một con i5 thì mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Bo mạch chủ rẻ hơn, nguồn rẻ hơn, rồi gần như mọi thứ đi theo nó. Bây giờ nhân một con 12.6K, một con main 3 triệu rưỡi là cần ngon rồi. 3 triệu là cân ngon, trong khi đó, đó một con i9 thì chắc chắn các bạn phải chọn ra con main phải trên 5. Đó. Đó. Rồi tản nhiệt. Đấy, trong khi một con cần một cái tản nhiệt khoảng 3-4 triệu thì con này nó chỉ cần một cái tản nhiệt khoảng 600.000 thôi. Đúng rồi. Đó, rồi về mặt nguồn thì một con chỉ ăn nó tầm hơn 100W, một con ăn 300W. Nghĩa thì... là cắm một con nguồn 650W giá tầm 1 triệu và nó thừa. Ừ, và một con các bạn phải đóng một con nguồn tại ít nhất là 850. 850. 850 bây giờ trung bình khoảng 3 triệu. Ừ, đấy. Nó khác hẳn nhau luôn. Đấy thì các bạn phải cân nhắc thêm một lần nữa là liệu bạn mua combo xong bạn có đủ tiền để mua những cái đồ xung quanh nó nữa không? Hay là các bạn đóng một combo mới giá rẻ hơn rất nhiều mà chỉ đơn giản nó không sưu tầm được bằng cái bộ con Z590 Vision và 10.9K thôi. Đấy, bạn giải quyết được cái bài toán này xong là bạn sẽ chọn dễ dàng. Xác định được nhu cầu là ok. Đúng rồi. Và cuối cùng câu hỏi của bạn Hoàng Nguyễn, bạn hỏi là OCPC RTX 3070 có nên chơi không anh em? Thấy mua mới loanh quanh giá khoảng 9 triệu rưỡi. Bạn ấy đang dùng combo 13.500 B760 Steel Legend và TUF 750W. Thực ra với mức giá 9 triệu rưỡi cho hiệu năng của một con 3070 là một mức giá hợp lý. Hợp lý. Bởi vì là trước đây mà hay là thậm chí là bây giờ nếu mà các bạn tìm những con như Asus này, rồi là MSI hay là Gigabyte mà RTX 3060 thì nó cũng phải tầm 9 triệu rưỡi. Đúng rồi, chính xác. Thì bây giờ các bạn sẽ chỉ cần cân nhắc một cái duy nhất thôi, đấy chính là thương hiệu. Đúng. Đó. Về mặt độ bền thì nói chung là đồ công nghệ chúng ta không nói được trước. Chính xác. Asus, Gigabyte, MSI vẫn đi bảo hành bình thường. Vẫn lỗi bình thường. Ờ đó, mà thậm chí là có một người sẽ không thích bảo hành Asus lắm. Đúng không? Đó, thì rõ ràng thì vấn đề bảo hành các bạn có thể bỏ qua ở trong trường hợp này. Thì các bạn có thể chỉ cần suy nghĩ đến câu chuyện là thương hiệu. Cái thương hiệu đấy ok trong mắt các bạn hay không? Thương hiệu và thẩm mỹ. Đó, thương hiệu và thẩm mỹ. OCPC thì nó sẽ không đẹp như là những chiếc cạc loại kia. Và cái thương hiệu nó nghe không đã tai bằng, đúng không? Đúng rồi. Tự nhiên bây giờ nhá, ra ngoài đường bảo là ôi em mới mua con card OCPC. Nghe chả là biết. Nhưng mà gọi là một con dốc trích. Ừ. Ai cũng biết. Ừ, đấy. Đấy thì, nó sẽ là khác, đồ nhận diện nó sẽ khác. Chỉ là một câu chuyện như thế thôi. Ừ. Và nếu mà 9 triệu rưỡi cho một con 3070 mới thì mình
coi như đây là một món hời về mặt hiệu năng. Đúng. Nhưng mà các bạn sẽ phải đánh đổi về mặt thương hiệu, thế thôi. Đúng rồi. Đó, nếu mà chấp nhận về mặt thương hiệu thì rõ ràng chúng ta đang có một món hời. Nghĩa là ở đây mình đang không nói về vấn đề là thương hiệu nhá. Ừ. Mình chỉ nói về cái vấn đề là khi các bạn lắp lên cây ấy, chắc chắn là con OCG 3070 nhìn nó sẽ bị còi. Ừ đúng rồi. Nó sẽ mỏng, nó bị mỏng ấy. Đấy thì các bạn cần phải biết được là bạn có chấp nhận được cái độ xấu của nó không, cái thẩm mỹ của nó bạn chấp nhận được không. Chứ còn ngoài ra nếu như các bạn chỉ quan tâm về hiệu năng, đóng lồng vào phát, cắm cảm vào, dùng luôn, thì con này là một trong những hàng mới. Đúng rồi. Có hiệu năng khi giá thành rất tốt. Con 3070 là 8GB nhỉ? 3070 là 8GB. Ờ, nó vẫn Super thì vẫn là 8GB. Nó vẫn tương đương như kiểu là con 360T thôi. Ừ. Nhưng mà các bạn sẽ có một nhân GPU mạnh hơn. Mạnh hơn rất nhiều. Đúng rồi, mạnh hơn rất nhiều. Ở đây thì mình đang không muốn nói hàng cũ mà chỉ nói hàng mới nhá. Thì giá này thực sự rất thơm luôn. Đấy. Còn mà còn đá cặp với cả 13.000 năm nữa thì hợp lý rồi. Quá tuyệt vời luôn. Đó. Hiện tại nhá, là do con 3070 này rất khó kiếm hàng mới. Đúng rồi. Chứ không là cấu hình mà 3070 với 13.000 năm thực sự rất ngon luôn. Đấy. Nói chung cả hai con đều theo kiểu gọi là P9P tốt. Ừ, P9P rất là tốt luôn. Chẳng qua là bây giờ có nhiều ông bảo là chơi game bây giờ 8GB RAM không đủ. Nhưng mà chắc là khó tính lắm ấy như thế. Kính thưa bạn là cái cloud server, cái cloud gaming server của mình có 10603GB. Đấy, ông ấy vẫn chơi game phá phá. Mình vẫn đang chơi Monster Hunter Rise bình thường. Vẫn đang chơi mấy game kiểu Steam các thứ. Nói chung là qua mùa Winter Sale cũng hao ví. Đấy, nghĩa là mình nghĩ là chỉ gặp những bạn thực sự rất là khó tính. Và các bạn chơi game hạt quá. Những game AAA quá hạt thì 8GB RAM mới là không đủ thôi. Chứ còn với mình hay là với ông Dũng, mình thì toàn đánh cờ thôi. Còn ông Dũng thì còn chơi mấy game khác, vẫn hoàn toàn ổn với mức 8GB RAM. Thì các bạn cứ yên tâm là con 3070 này vẫn còn chiến game ngon trong một khoảng thời gian rất dài. Này, nói chung là cái con cloud của mình là vẫn đang 10603GB. Đó. Ok nhá. Nó không vấn đề gì lắm. Thế nên là nếu mà bạn quất được ấy, và cân nhắc được cái việc là bạn chỉ dùng để chơi game hay là bạn còn muốn trang trí cái cây nữa, thì có thể đưa ra cái lựa chọn như mình là mình sẽ chọn đấy. Bởi vì thực ra là bây giờ thì mình không chơi game quá nhiều, nhưng mà với một món hời kiểu công nghệ như này với 9.5 triệu một con 3070 thì thực sự nó rất là ngon. Là hợp lý trong cho về mặt hiệu năng đấy. Đúng rồi, quá hợp lý luôn. Còn như kiểu chung nó mua một con này 9 triệu nhưng mà đấy là 3070 Ti hay cũ. Nó lại khác, nó là một câu chuyện khác rồi. Nói chung là cũ nó lại phải đánh đổi thêm một cái nữa, đấy chính là hên xui. Hên xui. Nghĩa là cái độ hên xui của linh kiện điện tử cũ nó còn kinh khủng hơn. Đấy, có nghĩa là so với hàng mới. Mua mới là mình đã gọi là có một phần hên xui rồi. Thì bây giờ kiểu mua cũ mà lại còn hên xui là cũ trông phương cầy nữa thì tôi thì hên xui bình phương hoặc lập phương luôn. Ok nhá. Và thì bây giờ thì là hết câu hỏi rồi. Hết rồi. Thì ok, ý kiến anh em như nào, hay là anh em muốn đặt ra thêm câu hỏi gì, hay là có một ý kiến gì muốn chia sẻ với cả Realtek thì anh em hoàn toàn có thể comment phía bên dưới, và số sau chúng ta lên TV. Đấy. Ok, còn bây giờ sẽ là xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.